Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Vợ bị phạt lỗi ra đường không có lý do chính đáng, người chồng đến xé biên bản. Người đàn ông ở Cần Thơ cầm biên bản xé trước mặt tổ công tác phòng chống dịch sau khi vợ bị phạt 2 triệu đồng. Hành vi ra đường trong trường hợp không có lý do chính đáng. Ngày 25 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Nguyễn Thái Bảo xác nhận có vụ người đàn ông xé biên bản trước mặt tổ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 7, tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch trước công viên ở phường Xuân Khánh để tạm dừng một số phương tiện giao thông, kiểm tra các trường hợp ra đường không đúng quy định trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác có dừng xe và xử lý trường hợp của một chị 42 tuổi ở phường Hưng Lợi. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không có lý do chính đáng. Khi đấy, bà không mang theo các loại giấy tờ như thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu, bản cam kết của cơ quan đơn vị công tác. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi của mình là sai quy định và đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng ý nộp phạt 2 triệu đồng. Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, chồng của bà mang theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính đến địa điểm tổ công tác nói trên để gặp anh Văn Hoài Thanh và Dương Thanh Phong, thắc mắc về hành vi vi phạm của vợ mình. Anh Thanh và Phong đã giải thích với ông về hành vi ra đường không mang theo thẻ đại diện hộ dân, mua hàng hóa thiết yếu là vi phạm quy định về phòng chống dịch. Sau đó, ông có lời qua tiếng lại với hai cán bộ, khẳng định việc lập biên bản theo quy định pháp luật là đúng. Tuy nhiên, người đàn ông này có hành vi xé biên bản vi phạm hành chính ngay tại địa điểm tổ chức công tác đang làm nhiệm vụ rồi bỏ đi. 5 phút sau, ông quay lại nói, vợ tôi đã đóng phạt rồi và lên xe đi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quận Ninh Kiều đã cho biết rằng sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, Ủy ban Nhân dân quận đã khẩn trương chỉ đạo công an quận phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh mời ông lên trụ sở xác minh thông tin làm rõ tình tiết. Tại buổi làm việc, ông thừa nhận là phát ngôn hành động xé biên bản của mình là sai. Ông trình bày, tôi xin nhận lỗi về việc phát ngôn và xé biên bản là không đúng. Tôi xin rút kinh nghiệm về sau. Nội dung trên được đưa vào biên bản của ông đã ký tại buổi làm việc. Về hướng xử lý, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh và thu thập chứng cứ. Ông Bảo cho biết quan điểm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch, dù đối tượng vi phạm là bất cứ một tổ chức cá nhân nào, để đảm bảo việc thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị 16, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.